Chào các bạn, mình tên là Ngọc Diệp. Mình vừa mới hoàn thành xong chương trình 12 và mình đến từ Đà Nẵng. Hôm nay mình mới vừa nhận được visa phỏng vấn ở Mỹ. Và sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài kinh nghiệm khi đi phỏng vấn. Em chọn Mỹ để du học tại vì em muốn thu thập nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức và muốn trau dồi tiếng Anh của mình. Thì sau này về làm việc thì bằng cấp ở Mỹ thì nó sẽ có dễ dàng xin việc hơn là bằng ở Việt Nam. Qua đó em sẽ học trường Grossman College. Và trường đó gần nhà bác em nên là công việc đi học sẽ dễ dàng cho em hơn. Trường em có 19.000 sinh viên thì trường đã giảng dạy được 50 năm kinh nghiệm và được công nhận bởi Western Associate of School and College. Và ngành em học là ngành kế toán, là một trong những ngành tốt nhất trong 70 ngành mà trường đào tạo. Quá trình làm hồ sơ thì em được giới thiệu từ người thân là vừa phỏng vấn ở Mỹ, thì chị đó đã giới thiệu em đến công ty Tân Đại Dương. Lúc đầu là em làm hồ sơ ở Đà Nẵng thì em muốn ở tại California, muốn học trường ở gần đó nhưng muốn đặt để có người thân, nhưng mà tại vì công ty nó làm không liên kết được với trường ở Cali thì em đã vào công ty Tân Đại Dương. Thì chị Thúy đã tư vấn rất nhiệt tình, đã check mail là gửi cho em một vài thông tin và hợp đồng. Thì sau khi được gia đình quyết định thì ba em đã gửi hồ sơ vào cho công ty Tân Đại Dương. Gần đến lúc đi phỏng vấn thì em đã vào trước 10 ngày để học một vài câu hỏi. Thì em thấy cũng một phần cũng do mình và một phần là công ty đã nỗ lực hết mình để giảng dạy cho em. Em học phỏng vấn với anh Bảo Anh được một buổi trước khi đi phỏng vấn, và học toàn còn lại là em học với chị Thúy, chị Phương và anh Khôi. Thì trong quá trình làm việc với các anh chị thì em thấy các anh chị làm việc rất là nhiệt tình. Anh Bảo Anh dạy cho em, chốt lại cho em 6 câu hỏi trước khi đi phỏng vấn và cách làm thủ tục để em mình vào phỏng vấn. Những câu hỏi mà lãnh sự hỏi em thì nó nằm hết ở trong các câu hỏi của công ty Tân Đại Dương đưa ra. Lúc xếp hàng vào để em chuẩn bị lấy dấu vân tay thì đầu tiên từ ngoài cổng bước vào, người ta sẽ xem passport và giờ mình phỏng vấn. Thì sau khi người ta check xong thì mình sẽ vào cửa, và sau khi vào cửa thì mình vào xếp hàng vào lấy dấu vân tay, và lấy dấu vân tay xong thì mình xếp hàng để chuẩn bị vào phỏng vấn. Vào phỏng vấn thì các bạn trả lời cứ trả lời tự tin mạnh dạn và không có ngập ngừng, mình vẫn trả lời lưu loát. Ví dụ mà chỗ nào mình quen thì mình có thể bỏ qua cái câu đó, hoặc là mình sẽ chuyển sang cái ý khác. Nếu mà lãnh sự stop thì mình sẽ không nói nữa. Và như vậy thì các bạn đừng có lo, tại vì như vậy là mình đã nói đủ ý rồi, nên là người ta đã chấp nhận rồi. Nên là đừng có nghĩ là người ta nói stop là mình cứ run sợ là không nên nói được. Mình cũng có một số lời khuyên cho các bạn mà có hồ sơ định cư. Thì trước khi đi phỏng vấn thì mình cũng lo sợ về vì mình có hồ sơ định cư, không biết là mình chứng minh người ta là mình sẽ qua Mỹ để học tập mà không biết người ta có tin không, hay là người ta nghĩ mình mở hồ sơ du học để qua định cư. Các tư vấn ở công ty Tân Đại Dương đã tư vấn em về những câu hỏi mà có hồ sơ định cư. Em cảm thấy tự tin hơn khi mà vào phỏng vấn. Nên là những bạn có hồ sơ định cư thì cứ tự tin và đừng lo lắng. Nếu bạn nào lo lắng thì các bạn hãy đến công ty Tân Đại Dương và sẽ được các anh chị tư vấn kỹ càng hơn. Chúc các bạn có một buổi phỏng vấn tốt đẹp và thành công. Chào các bạn.